anh chị cô chú ha, xe tải chở thanh long chạy quy vu luôn, xe mười mấy tấn mà chạy rầm rầm đó. Xe bãi chỗ thì mình đi không ảnh hưởng gì anh chị cô chú. Đây anh em làm việc là vào tận vườn khảo sát đất đai đường xá như thế nào. Chủ đất đang hướng dẫn xem đất luôn, cho nên đất của em và Mỹ phần lớn là đất chưa qua đầu tư nha. Và lâu lâu em mới ra một cái clip, lý do em 4-5 ngày mới ra một miếng đất là như vậy. Em với Mỹ phải săn tìm đất chưa qua đầu tư, giá mềm, rẻ để gửi đến anh chị cô chú. Đất rẻ ở Hoàng Nguyễn và em Mỹ lại tiếp tục xin kính chào anh chị cô chú và nhà đầu tư nha. Thì hôm nay em và Mỹ lại tiếp tục lang thang vào những cái nhà dân để tìm những cái mảnh đất vừa chính chủ chưa qua đầu tư, vừa giá cả mềm, rất là mềm luôn, để gửi đến với anh chị cô chú. Thì anh chị cô chú thấy không, em đi mặc đồ này là đi siết mà nhịn đói không có thời gian ăn luôn, mà siết có body người ta tưởng dân chơi tạ, nhưng thật sự là em đi vô rừng, vô suối, vô đất để tìm gửi đến anh chị cô chú á, siết nó có eo luôn á. Thì cũng nhờ vậy mà người nó khỏe. Thì hôm nay em gửi cho đến anh chị cô chú và nhà đầu tư cái mảnh đất 5.520m ở thôn Đại Thành, xã Mương Máng, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thì đất này nó có những cái ưu điểm gì? Thì bây giờ em mời anh chị cô chú cùng với em vào Mỹ để đi tìm hiểu về cái mảnh đất này nhé. Trước mặt em là con đường tỉnh lộ 707 nha anh chị cô chú. Cái hướng bên phải em là đi về Phan Thiết khoảng 8 cây. Và bên trái là cái hướng đi lên cao tốc và về Lâm Đồng luôn á. Còn đây là giáo xứ Thọ Tràng, xã Mương Máng. Và cái mảnh đất em chia sẻ đến với anh chị cô chú là ngay chỗ chiếc xe tải nó vừa ra nè. Đường thì xe hơi 7 chỗ chạy mi vu nha. Và bây giờ em mời anh chị cô chú cùng với em vào Mỹ đi tìm hiểu về nó. Đường này nó đang làm cống, khi mà cao tốc nó làm xong cái cầu vượt là nó đổ nhựa nha anh chị cô chú. Đường tỉnh lộ rất là lớn nha. Đường vào đất thì từ ngay tỉnh lộ, ngay cái nhà thờ này nè, mình vào khoảng 1,5 cây nha. Đường còn khoảng 1 cây số là đường đá đỏ, nhưng mà tương lai là lên nhựa nha, tại vì hợp dân tới 4 lần rồi. Xe hơi 7 chỗ chạy quy vu. Khu vực này dân cư rất là đông nha anh chị cô chú. Em cố gắng quay chi tiết cái đoạn đường từ ngay tỉnh lộ vào đất luôn, để anh chị cô chú nếu mà xem và để đầu tư thì mình nắm rõ về cái đường đi của nó nha. Chị cô chú thấy không? Dân cư cực kỳ đông. Tới cái đoạn này thì đổ đá mi. Nhà nước họp dân tới 4 lần rồi để chuẩn bị lên nhựa cái con đường này. Đường thì đường thông nha. Cái đoạn này là nó hơi gồ ghề, nhưng xe hơi bởi chạy vi vu, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng chắc chắn là nó sẽ lên nhựa trong tương lai nha anh chị cô chú.
đường ở đây thì thông các hướng. Hiện tại đất rẻ Hòa Nguyễn đã đến cái vị trí mảnh đất 5.520 m² ở thôn Đại Thành, xã Mương Máng, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Rồi anh chị cô chú ơi, thì cái vị trí mảnh đất này nó nằm ở ngay cái vị trí cũng khá là đắc địa nha, là ngay cái gần ngã tư đường, ngay ngã tư đường luôn á. Đó, đường thì đường thông nha. Thì cái đất này á, cái sổ nó thì không đẹp nha anh chị cô chú, nhưng cái vị trí của nó thì rất là đẹp, vì nó nằm ngay cái này, nó ở cái khu dân cư, và tương lai cái khu này dân cư sẽ rất là đông. Thì cái đường xá hồi nãy vào á, em cũng đã quay chi tiết cho anh chị cô chú rồi, từ cái khúc tỉnh lộ 707 vào đến đất luôn, thì dân cư hai bên rất là đông. Khu này thì dân cư thưa hơn cái khúc ngoài một tí xíu, nhưng anh chị cô chú nhìn nè, xung quanh nhà cửa đó, cứ cách 50m, 30m là có một cái nhà, cũng khá là đông đúc. Và cái vị trí cái mảnh đất này nó nằm ngay khúc cái ngã tư này luôn nè. Thì cái con đường nó vào á, thì anh chị cô chú hiện tại thấy nó cũng rất là gồ ghề đường đất, nhưng mà bên ủy ban người ta đã họp dân tới 4 lần để lên cái con đường nhựa này. Thì trước mắt thì nó chưa làm nghe, nhưng đã họp rồi thì chắc chắn là sẽ lên. Và cái giai đoạn này anh chị cô chú đầu tư thì đó là một cái giai đoạn rất là tuyệt vời, vì đất nó đang đứng. Cái thứ hai nữa là đường nó chưa làm, thì sau này nó làm rồi thì anh chị cô chú xin lời rất là cao. Thì cái mảnh đất này em và Mỹ thì cũng đi vào nhà dân để tìm hiểu và làm giá cả này nọ cho nó phù hợp để gửi đến anh chị cô chú. Thì đất này chưa qua đầu tư nha. Chủ mua là mua từ năm 2011. Và đến nay thì cô chú chủ đất này là đã lớn tuổi rồi, không có làm nữa. Thì trong giai đoạn này em qua Mỹ cũng tìm những cái mảnh đất chính chủ chưa đầu tư, đường xá ok, giá mềm, thì để gửi đến với anh chị cô chú. Thì cái giá đất này nó mềm xèo luôn á, so với xung quanh. Đó, những cái miếng đất xung quanh này nè, anh chị cô chú biết lúc mà số á, người ta đòi 400. Đây nè, đối diện cái mảnh đất em chia sẻ luôn. Đó, lúc đất sốt là đòi 400, 400 rưỡi. Rồi bây giờ người ta bán là 300, 320. Đó, và cái miếng đất em chia sẻ là nằm đối diện nè. Đó, thì đây là cái hướng đi vô. Thì mặt tiền cái đường này là nó cũng khoảng chừng mấy chục mét, 5-60 mét nha. Nó tới hai mặt tiền anh chị cô chú à. Thì đường này nó vô trong kia là nó không có xe hơi chạy được nữa, nhưng mà Honda thì chạy được nha. Đó, đâu đó em nói rõ ràng. Đường này nó thông nhưng mà Honda thôi, còn xe hơi là chạy không được. Em đang đi cái mặt tiền đường thứ nhất nè, đó. Thì cái sổ đất này nè, nó không đẹp nha anh chị cô chú. Sổ đất không đẹp, nhưng cái vị trí rất là đẹp, rất là đắc địa. Đó, xa xa phía bên kia đó, anh chị cô chú, xa bên kia khoảng chừng dài 100 m, 300 m, 200 m đó, là nhà dân rất là đông. Đó, và cái khu vực đó là cái khu vực ga Mương Máng nha. Đó, sau này dân cư nó đổ dồn về đây cực kỳ đông. Thì cái giá này nè, bữa cô chú đòi 300, cái mảnh đất này nè, đòi 300. Nhưng em vào Mỹ không nhận, tại vì em nói thứ nhất á, là đất đã đứng rồi. Thứ hai, tìm khách lúc này rất là khó. Thì em phân tích cho cô và chú rõ, thì cái giá cả đó bây giờ thì bán rất là khó. Vì thứ nhất là cái sổ đất nó không đẹp. Đó, rồi cái thứ hai nữa là đất nó đang đứng. Cho nên em qua Mỹ nói với cô chú á, là đất này con sẽ rao cho cô chú 250, và còn thương lượng nha.
Cho nên anh chị và cô chú và nhà đầu tư mà quan tâm mảnh đất này hoặc là những mảnh đất khác mà em và Mỹ đã đăng, phía sau này nó có suối nha anh chị cô chú, suối lớn nha và suối khô nha. Thì anh chị cô chú mà quan tâm những mảnh đất em và Mỹ đã đăng là giá nó mềm nhất khu vực và mềm nhất cái thời điểm này luôn nha. Cho nên đăng cái giá đó và em nói là còn thương lượng thì cũng thương lượng ở cái mức độ nhẹ thôi đó. Thì cái giai đoạn này những khách mà đầu tư lúc trước á, mà mua lúc mà đất sốt giờ một á, người ta không bán vì bán sẽ lỗ, hai là giá quá cao em qua Mỹ không nhận, tại vì có nhận thì cũng rao cho vui chứ cũng không có ai đầu tư đâu. Vì vậy những cái lô đất, những cái mảnh đất mà em qua Mỹ đăng lúc này là những mảnh đất 90% là chính chủ chưa qua đầu tư, giá mềm xèo luôn đó. Đây cái phía sau là suối này, suối khô nha anh chị cô chú, và ranh rắp đây. Thì đất này rất rất là cao ráo, cái sổ đất thì không đẹp nha, em nói là không đẹp. Và chính vì không đẹp đó em và Mỹ mới rao cho cô và chú là giá 250 triệu, còn thương lượng. Trên đất có thanh long, trên đất có thanh long. Và thanh long này nếu anh chị cô chú mà đầu tư vào vẫn cho kết quả cao nha. Và thanh long lúc này nó giá nó cũng tương đối rồi, khoảng 10.000 một ký trở lên đó. Nhưng mà nếu anh chị cô chú mà không làm thanh long, mình có thể xây nhà để mà dưỡng già cũng được, hoặc là đầu tư lại để sinh lời. Vì cái đất này nè, sau này nó làm đường nhựa lên, mình đi ra ngoài cái trung tâm Mương Máng rất là gần, từ đây ra cái tỉnh lộ không tới cây số rưỡi nữa, đường xá thì ngon lành, cành đào mà ở thì yên tĩnh đó. Người ta đầu tư thanh long lại nên anh chị cô chú. Thì đất rẻ Hòa Nguyễn, hy vọng đăng cái clip nào là anh chị cô chú xuống chốt ngay, chốt liền nha. Vì em sợ để lâu nó sẽ cơ hội tuột mất. Đất em có thể em bán ngày nay không được, ngày mai em rao tiếp, ngày bữa kia bữa khác em rao tiếp, thì chắc chắn em sẽ bán được thôi. Em dám khẳng định điều đó. Vì sao như vậy? Vì giá nó mềm, mềm nhất khu vực và mềm nhất hiện nay luôn. Đất thì chưa có qua đầu tư luôn. Vì vậy anh chị cô chú mà đã xem rồi mà thấy nó vừa là xuống chốt liền, đừng có lăng tăng suy nghĩ. Em nói thật á, tại vì giá nó quá mềm rồi đó. Còn thương lượng nha, còn thương lượng như nhẹ thôi. Ví dụ như em rao 250 thì anh chị cô chú có thể thương lượng 230 là chủ bán rồi đó. Đó. Đây em đi ra cái mặt tiền đường tiếp nè. Thì nhìn tổng thể cái lô đất này, nó cái vị trí rất đắc địa luôn, nhìn ra là sáng, rất là sáng luôn anh chị cô chú. Đó, xung quanh là nhà cửa nè. Mặc dù nhà nó không to nhưng mà cái sức sống nó đầy sức sống luôn đó. Xa xa cứ cách 30m, 40m, 50m là có một cái nhà đầy sức sống. Đất rất đẹp đó. Tiếng tàu lâu lâu nó réo lên nó cũng vui tai nha. Đó, đây đi mình đi ra ngoài cái đường nữa nè đó. Rất là đẹp. Rồi một lần nữa thì đất rẻ Hòa Nguyễn xin thông tin lại cái mảnh đất 5.520m2, thôn Đại Thành, xã Mương Máng, huyện Hàm Thuận Nam. Đất nằm ở vị trí rất là đẹp, chủ thu về là 250 triệu một sào, còn thương lượng. Và giá này là chưa qua đầu tư, đất chính chủ, giá mềm xèo nhất thời điểm hiện nay và
nhất khu vực luôn. Đó, xung quanh những cái mảnh đất này là 400, 300 mấy trở lên không anh chị cô chú. Nó cũng nằm ở cái khu vực này. Đó. Rồi, anh chị cô chú hãy gọi ngay cho em khi mà nhận được cái clip này và xuống chốt liền để cơ hội nó không bị trôi qua nhé. Em rất chân thành cảm ơn anh chị cô chú và gặp lại anh chị cô chú trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại.